Rồi em xin chào nhà nha Hôm nay em lên thêm lô kính cho nhà chọn ha Thì bên em dẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha Còn nếu tin tưởng em á Chuyển khoản hết bên em bỏ ship ha Thì kính giá trị thấp ở nhà Nên cái nhà có chốt một cây hoặc là nhiều cây thì vẫn là giá vậy nha Thì có những cây dưới 100k hoặc là trên trăm trăm mấy vậy Cái nhà cứ chuyển khoản hết là bên em đã bao ship ha Nên nhiều lúc kính thì giá trị thấp bán không có lợi nha Nên trước khi chốt mình cân nhắc kỹ giúp em ha Thì em báo gì để anh em mình chốt đơn cho đỡ mất thời gian với nhau thôi nha rồi đầu tiên một cây đây kính kính mát đi nha. cái nha cây này thì rất là độc cây này nó tới hai cái hai cái kính nha. nhưng mà cái này là nó nó có cái cục hết năm trăm cục năm trăm hết bật lên thì trong đây hiện tại là không có kính nha về anh em mình có lắp kính kính râm kính lão gì tùy mình kính còn ngày qua đây hiện tại là kính kính râm qua đây vô đây lắp kính cặn hay kính kính lão tùy mình nó gì nè để gì đeo bình thường nha mắt kính cũng còn nói chung tám phần trăm không có chung không án tầm nhìn đó em có đeo thử rồi ừ. à, cái mắt của nó là màu này kêu màu màu trà đậm vậy ví dụ mình không, không ấy bật lên ừ, bật lên mặt xuống được nha nhưng mà nó là cái gọng kính xịn nha kính thương hiệu nè thương hiệu ma gì nè à, anh em xài kính nha. À, thấy hiệu biết thì người nhật ta đeo vẫn là có kiểu file xíu chỗ này chỗ cái mang tay mình đã. file xíu và chui cũng có ok nè À, nói chung cây này cũng có quá thời gian tầm tám mươi trăm nha támmươi trăm ở, ở giữa nó có thông số à, đây nha Titan ha, gọn Titan ừ, này anh em kiểu thích, thích số đầm á còn mà đeo kiểu mới luôn thời trang mới luôn thì mình hãy chọn những cái mới xíu ha con này cho những anh em mà hay số đầm tính nè à, trên đây thì về mình lấy cái keo lại dán keo lại được ab này dán giống được cho nó thẩm mỹ xíu được gọn thì kiểu tính điện cũng còn ok nè à, cũng có phai phai theo thời gian tầm 8 80 trăm này chỗ này cũng nhìn nè à, theo xíu vậy chứ không có đẹp xuất sắc nha có báo nha nó là cây cái, cái gọng xịn gọng hiệu luôn đó. mà nói gì nè đó. đó. rồi một cây uh, gọng hiệu nha xe ngang của nó luôn là 14 nha cái này 14 14 mấy 14 gì đó. đó nguyên cái gọng Titan siêu nhẹ luôn đó, được hai, hai lớp vậy đó rất độc luôn nó là cây có dập hiệu ừ. rồi cây này thì à, cây này em bán với nhà giá là này định bán 300 cái này bán 250 thôi 250 k nha tự nó cũng có vết thời gian xíu về anh em sưu tầm được sưu tầm để đeo đeo đi chơi cũng đẹp nha hiện tại là đang kính mắt râm ha 250 đi mã L33 nha L33 ha cân nhắc giá lại rồi, anh em nào mà sưu tầm ha muốn đẹp hơn thì chọn kính mới hơn xíu ha này cho anh em mà thích sưu tầm là lạ rồi cây này dành cho mấy chị nữ rồi. nó là cây kính hiệu luôn kính hiệu thì cái nhà thấy sạch google thôi sạch google là ra cái, cái hiệu này thôi ừ. chứ giờ uh, em có giải thích sau có nhiều anh em cũng không biết cái hiệu đâu mình cứ sạch google là nhất cố nhất nha à, một cái này chiều ngang của nó là gì một hai mươi thương hiệu uh, rlan gì nữa Lauren chụp hình sạch google cái nha Ừ. này kính một chút có cây y vậy luôn em sạch cây kia giá cao lắm cây này gọng khoan ha, dành cho mấy chị nữ không mấy chị nào thích đeo gọng hiệu chốt này hoặc là mình có thể sạch Google nha cứ là cái um, chụp hình cái nha sạch là g a l b h 7501 sẽ ít là ra thôi nó nhiêu đó đủ rồi g r a l b h 7501 sẽ ít là ra con này thôi ừ. nó cây kính của Mỹ kính của Mỹ nhưng mà cái nằm sản xuất cái, nhà sạch cái là ga hết à nè, cái chui nó ok gọng khoan nha thì đây nha thì gọng khoan thì đây có răng xíu nó không đáng kể thì chỗ này bắt ốc mà phải răng xíu này không đáng kể đâu nhưng mà cái kính nó gì nè có tình trạng gì nè nếu mà em không báo ở nhà nhìn kính quay tới bên lui bán bình thường không được nha nè, đây nó có kiểu nó phai một cái lớp phủ gì đó phủ nino uv gì đó mình không hiểu nè ở đây nè nó có báo ha nhưng mà không ảnh hưởng tầm nhìn nó có báo rồi đây kính hiệu dập hiệu đây nè. RALBH nó hiệu đây nha. Nó cái kính Mỹ nha, kính dành cho mấy nữ. Nếu mà mấy nam thích đeo bình thường nha, tùy theo tùy theo anh thích đeo cái dáng đi tùy. Chứ không có nam nữ thì được hết à. Rồi. xe ngang của nó luôn là 13.13.5, nam nữ dùng chung được. Cái này thì tình trạng nó vậy nha, em bán 200 à, 200k thôi nó lỗi thì bán lỗi ha 200k mã L34 đây cái này đây nha cái này cái nhà sạch ra hình như đang bán 5 triệu mấy luôn em có sạch cái này rồi sạch là ra nó liền mấy cái này hàng hiệu của Mỹ mà nhanh lắm mắt của nó đã không cũng là mắt trà ha cái gọng thì nó dạng như tỉnh điện mà tỉnh điện ha. còn bóng luôn đẹp lắm cái này còn mới cái nào còn độ mới cao thì báo độ mới cao nhé đây vẫn là RALBH ừ. cái thương hiệu của nó bên đây có cái thông số cái sạch Google RALBH uh, 951 sạch S là ga thôi đó thì em sạch theo cái mã nè tín hiệu sạch mã ra thôi thì ở cái này nha cái này thì vẫn có nguyên gọng nguyên gọng thép luôn cái này thì là nó ghi là Frank Hồng Kông nha tức là lắp ráp bên Hồng Kông ha ừ. nhưng mà nó vẫn là cái kính Mỹ nha mắt xịn đó nè mắt này đeo phơi đeo thử đi. đó xịn này dành cho mấy chị nữ hoặc là mấy nam thích đeo kiểu mặt nhỏ tùy tùy theo thôi đó, độ mới rất cao tín hiệu ha thì mình đeo nó sẽ nổi cái hiệu bên đây RALBH nó có cái hiệu dài lắm sạch Google là tìm hiểu cái mình là mình hiểu cây kính nha hiểu biết cái hiệu này rồi cây này sẽ ngang của nó luôn là 12.5 nha 12.5 ha như đang bán là năm triệu mấy luôn mới là cái này em bán bốn năm mươi thôi nha bốn trăm năm mươi k mỹ thương hiệu mỹ Rồi, mã l ba đây một cây này cũng là cây kính hiệu kính máy kính râm nữa nha thì kính máy kính râm kính kính lão hiệu kính cận hay kính lão gì có báo còn kính máy kính râm thì em hỏi ít ít có báo nha nó là kính máy kính râm ha là cái này thương hiệu uh, Comi nè, Kado Mod gì đó, ở thông số đủ nha cái này mới lắm mới tin nè à. ừ, cái mắt xịn nó luôn mắt theo kính mắt zin nha mắt này kêu mắt màu nho nha que nó còn mới lắm ừ, rồi mấy anh anh trai ha thích đeo cái form vậy nè ừ, đeo mấy cái form gì nè ừ, thấy gì chứ lên lên mắt mà nó nhìn nó thư sinh trí thức đó. nó dạng trí thức đó nha sinh ngang của nó luôn là 13.5 ha Nên mặt to không được mà 14 không được tự cái cái gọng nó dẻo mà nó dán gì nè mới lắm mắt xịn đeo đã rồi cái này bán 300 cái à, 250 chứ lộn 250k nha à, mã L36 à, 250 mã L36 mới nhưng mình đang mua con kính mới vậy rồi cái này thì kiểu bán theo kiểu hoài cổ này cái này một cái kính nhật xưa nha. Kính nhật xưa à, chất liệu nữa nha à, thì em sẽ hít thử cho có nhiều anh em sợ tưởng đâu là sắt là không có nha. này nè nó không biết bằng chất liệu gì nó không hết không hết inox cái gì đó nó về anh em mình đánh bóng hoặc là mình sao tùy nhưng mà này anh em nào gành kính ha, nó chốt mấy cái này cái này kiểu giá trị hoài cổ thôi cái dáng nó gì nè cái thép này nhà xài hoài vậy luôn nha. xài hoài theo năm tháng nó cũng vậy được cái là mắt khí tinh ha khí tinh nữa nha đó, mắt còn sáng lắm đeo cũng ok nha đeo cái này mấy chú đứng tuổi đeo cái này là tao biết là dạng hàng kính xưa nè ha nhìn nó dạng cổ cổ xưa xưa ấy. còn đeo kính mới giờ thì nhiều rồi đó mình đeo nhưng nhiều lúc mình đeo phá cách những cái cây này vô mặt thế lên mặt nhìn rất lạ ha cũng không đụng hàng nè. nhìn nó cổ nó là cây kính nhật ha xe ngang của nó luôn là 14 14 ha. hai cầu về nắng là nắng theo cái cái khuôn mặt mình xíu rồi 200 thôi mã L37 nha. giá trị số rầm thôi chuyển khoản là bao ship nha rồi một cây kính này nha kính này là một cái kính thường của Nhật thôi nó, kiểu dạng kính tốt thôi nó nhưng mà nó là mắt mắt đi đi đêm á cái mắt này là đi đêm hết từ buổi tối nhà đeo vô sáng lắm ban ngày đeo sáng chân luôn tức là mình đi đêm được ha nhưng mà cái dáng nó rất lạ nhưng mà nó là một cây kính thường thôi nha kiểu cái chắc mạ xi nó là thường thôi chứ không phải là mình thấy nó đẹp thật là gì bán cứ kính nhật là bán xịn giá cao nữa cho anh em ha nó bán đúng cái tầm giá thôi thì quan trọng là kính gì cũng được nha kính uh, quan trọng là mình bán kính, kính tốt kính thường mình cứ báo báo cho khách ta biết dù người ta mua thận mua vừa bán nó ta cảm thấy ơi ừ, ta kết cái này cho dù nó là cái kính thường như vậy người ta mua cái giá trị sâu đầm nó thôi ừ, bán cái đúng giá chứ đừng báo là ờ uh, kính xịn kính xịn bán giá gì về anh em ví dù cho vừa bán giá rẻ rồi nhưng mà người ta mua về á, ta thấy ường này không báo kính xịn mà cuối cùng kính nó kính thường quá nè, nói chung là người ta cảm thấy cảm giác ta bị gạt nha. Nên nhiều lúc mình phải báo thật, ha. cái người bán phải thật xíu nè. nhưng mà nhà chắc mã chứ xây nó thấy đẹp không? chui nữa vậy nè, một cái kính thời trang nhật, nó có báo gì cho lẹ. nhưng mà nó cũng là cây kính loại tốt, được cái bán cái mắt 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 râm, kính râm đi đêm được xe ngang của nó luôn là 13.8 sẽ chuẩn lên mắt đeo này cũng lạ dán lạ rồi 180 thôi 80 mã L38 180k L38 cái này bán hai trăm mấy cũng được nhưng mà bán cho đúng giá trị đã thôi hai trăm mấy vẫn có anh em ta mua tại thích giá trị sâu đầm lạ lạ đó đi đêm mà cũng được nhưng bán đúng giá trị rồi cái này thì nữ cái này rộng rộng cái, cái chui thôi nha thấy biết xịn này cái này dạng một cây kính tốt nhưng mà không dập hiệu thôi loại lỗi tốt nha cũng là gọng khoan mấy chị nữ ừ, hôm nay mấy chị nữ đeo đám tiệc đi chơi cũng cũng hay mắt trà nhạc ha thấy thiết kế cái chui ừ, nè. có nguyên cái gọng uh, thép ở trong ha chui nè nhìn đi như đồ mồi vậy Nó thiết kế giả đồ mồi vậy. rồi còn mới lắm mấy chị nữ phải mới mới vậy nè à, kính mát kính râm ha đo sai cái này đeo thể thao được mấy chị đeo thể thao được xe của nó luôn 13 đi rồi 150 nha 150k thôi đó mã L39 nha 150k L39 đeo chụp hình này nọ thời trang này nữa có kiểu này kiểu kia nha rất ok ha cái này cũng vậy luôn cái này thì có hiệu nha cái này mà cây có hiệu đó, cũng là một kính cái gọng này cũng độc nha cái gọng này đó. gọng này bắt nó độc ha kính mát kính râm trên đây thì hơi đậm trên đây nhạt xíu đó. màu nâu nó hoạt dẻ nè thiết kế mã rơm tĩnh điện gì đó cái thì cái nhà thấy cái hiệu của nó nè anh em nào xài kính nó yên gì bờ luki gì đó thông số nè ở trong nhật dẫn của cái thép đây cái thép trong đây nè thì nói chung mình cầm lên là thấy biết là cái kính nó cũng dạng lỗi tốt cũng hơi xịn nha cái nhựa dẻo của người ta này, nhìn chắc lắm rồi một cây kính dành cho mấy nữ luôn nha cái dáng cũng lạ đó có hiệu nha xe của nó luôn là 12.5 đi mặt lớn cũng được nữa tự nó, nó nó rộng nó dẻo mà rồi 170 mã L40 nha 170k L40 chuyển khoản bao ship luôn nó này thì kính nữ nhiều hơn xíu rồi cây này thì cây hiệu XL XL ha thì nó mạ vàng toàn thân giờ em bán cái cây này như là cái nhà mua cái hiệu đó thôi đây nó có cái gì du cô ha, hana là gì đó nhưng mà nó là cây gì phải, không phải ít lời nha nó là cây kính hiệu thôi nó có tiếng nhật cái gì nè nhưng mà mã vàng nha thì giá trị nó là kính nó cũng là một đang là cái mắt của kính râm ha, dành cho mấy chị thích đeo kiểu với kiểu gì nè đó, giờ 180 k cả nhà mua chỉ bằng cái tiền phổ vàng này thôi mấy cây này phải vàng xịn luôn còn mới lắm nhìn giống kiểu ít thôi nha nè, chữ x nè. nhưng mà nó là cái hiệu này nha chứ không phải XL báo lại nhé để mất công hô em hô báo XL nè thương hiệu uh, Zuko uh, Mana vậy đó. đó, nghe tên là biết Nhật Bản rồi là ừ. nước quang nha ừ, nó quang rất xịn đó. Ừ. ừ. Nói chung lúc đầu không gần với từ từ mình cầm tiếp xúc kính nhiều mình cũng gần nha. biết kính nào cầm lên tốt hay gì mình báo cho khách nó ta mua được cái kính đúng giá trị của ta ha xe ngang 13 năm nha chứ không phải cái cây kính ấy cái mình bán xịn này nọ giá trị bán cao là không không có nha bán đúng giá trị đi nè thấy này. độ mới còn cao lắm nói chung con này tầm hơn 80% phần trăm luôn kính thì có có lông mèo nhưng mà không bán tầm nhìn mấy chị mấy cô này mấy cô đi tự mấy cô đeo mấy này đứng tuổi đeo mấy này hợp cái này em bán 180 mã L41 Đó. mấy chú mua cho mấy cô kiểu đứng đứng tuổi đeo rồi một cây này cái hiệu bolic nó bolica nha thương hiệu mỹ cảnh sát thương hiệu cảnh sát chứ lộn nó có ý nó là ý nhưng mà thương hiệu cảnh sát bolica nè bolic mắc in italy chuẩn luôn cái này đúng chuẩn nha cái này là cái hàng hàng hiệu hàng chuẩn nó luôn nha bolic đó. thì nó có tình trạng gì ha nè em quay mấy này cho nha em mã code đó, google, đó. sạch google khi ra luôn á đây chữ b nè chữ b ký hiệu của bullish kính thì còn ok nha kính thì tầm 80 trăm nói chung nhìn không án tầm nhìn cái này mấy chú mà đeo đạp xe đạp đeo đạp xe đạp bình thường nha đạp xe đạp mấy kiểu thiết kế dáng thể thao á bulike rồi nó vậy nha thì thay vì ở ngoài đây á, ngoài đây thì em thấy nó cũng còn ok nè thì nó cũng sẽ có file theo thời gian xíu nha nhưng mà tầm 80 mươi tám kính này còn nha còn nè đó nè lại nó gì nè nó kiểu nó có một cái lớp để um, kiểu uh, như cái lớp keo mà để bảo vệ uh, cái um, cái chắc tĩnh điện nhá nó lâu lâu nó sẽ này chắc kiểu không có bung nữa này nãy em thấy em sờ giờ nó bung lên cái lớp keo đó nhưng mà bình thường nó không nè cái gì chỗ này nè nó nè, nè. nó giờ lên nè nó, nè nó về thí dụ mà sau này nó bung hết lớp keo thì vẫn còn lớp uh, à, tĩnh điện nha nó không có bông tróc vậy nha không bông tróc nha chỉ là bông lớp keo thì có báo tình trạng gì thôi nó chứ cây này vẫn còn ok là ừ. ừ. chỗ này nè đó. thì nè khi mà nó bông lớp keo ở trong là vẫn là một cái lớp tĩnh điện thôi ừ. chứ không phải là bông nguyên nước sơn nữa nha nè rồi có báo nha chứ không phải giấu để bán cái kính nha rồi cây này thì tình trạng nó vậy thương hiệu thấy nó vậy chứ to vậy chứ mặt lớn mặt nhỏ được nha đó, nó tới 14 năm đi nhưng mà mặt 13 ba 3 năm đeo được nha nó ôm theo cái mặt mình mà kính có lớp chén gương rồi 200 vậy 200k ha nó mã L42 nhé mấy chú đeo đạp xe đạp đi bụi nữa đeo kiểu nữa kêu đeo kính hiệu đó, số làm kính hiệu chốt mấy này rồi một cái kính này nha kính mát kính râm luôn ha cái này thì nó lạ cái là toàn thân của nó màu kiểu cà phê màu cà phê màu hạt cà phê vậy ừ nó độc ha này đeo đi đường được nó có lò xo trong đây nha mặt lớn mặt nhỏ đeo được hết mà cái này rộng này dài lắm anh à em mặt to đeo được hết đeo đi đường chống bụi gì nữa mắt kính cũng còn tầm nhìn nó kiểu tầm 80 mươi trăm này không này mắt kính cũng còn ok còn đẹp á kiểu lông mèo thôi không đáng kể đâu dáng cái gì đây còn đeo chán ha rồi cái này thì mình đeo chữa lửa đi đường nữa cái màu cũng lạ xin ngang của nó luôn là 13.5 đi mặt lớn mặt nhỏ được hết nha tự cái cái gọng nó dài lắm 100k mẹ l42 nha 100k chuyển khoản bao ship ha chắc rồi cây này mới cái này một cái kính nhật thay cái kính tốt của nhật hả nha nó nè thiết kế này. cái gọng cũng ok thì chủ yếu là cái nhà thích một cái cái kính mà này này chắc của nữ quá cho mấy chị nữ nha này lên đây gì mấy chị nữ nhưng mà cái mắt là mắt xịn nha mắt mắt theo kính đó, mắt tốt theo kính á, đeo rất là mát mắt luôn nó nên giá trị 130k thì cũng ok rồi cho mấy chị là mấy chú đạp xe đạp đeo cũng được nha. đeo bình thường chẳng lẽ tao lại xác cho nhìn dấu kính là nam nữ nói chung nam nữ được á đeo đạp xe đạp cũng được ừ. mắt của nó kiểu màu màu tím tím dưới đây là ừ. còn mới tinh nè đó nè dán gì nè nam nữ được nhưng mà bên đây thì thấy nó to thiết kế này không có cẳng đá gì đâu nó không cẳng hộp gì đó nên mấy mấy chú được nha mấy nam được hết à nói chung nam nữ dùng chung đi cho nó dễ tự xây nó to đây 15 nha nhưng mà mặt tầm để em đeo thử rồi 13.5 nha 13.5 đổ lên nha 13.5 đổ lên đều là vừa y luôn rồi 130 thôi L43 nha 130k chủ yếu là mắt mắt xịn Nhật mắt sáng đều sướng mắt cái này thì do mấy chú đúng rồi. mấy chú đều đi bụi đi đường đạp xe đạp đi bộ cũng được này kiểu thời trang luôn á nó nói dạng cũng thuộc dòng kính thời trang nhật cái vẻ cái cái chùi thấy chắc thì có hiệu gì ta nó có hiệu gì nó mà phai rồi bên đây nha đây mấy chú đạp xe đạp đi đường ha đi đường chống bụi nữa cũng hay nó mắt nó to mà cái này kiểu màu nho nha màu nho lợt mắt còn đẹp mắt zin theo kính nha rồi cái này xi ngang của nó luôn là 14.5 14.5 à, cái này bán 130 luôn L44 nha 130k L44 rồi cái này thì một cái cái gọng đó, gọng gọng nhật cái nha con này gọng gọng nhật nhưng mà kính là kính zin theo mắt luôn kính này có thể đeo kính mát bình thường nha đeo kính mát kính râm cho mấy chị đeo đeo, đeo kiểu giả lão á này kiểu dạng kính giả cặn giả lão nha nào, nó về lột này ra nó có cái cái siêu thôi ừ, lột ra cây này chưa có dùng luôn mà thì thay vì cái nhà mua cây này đi sau này mình có lão có cặn gì đó hoặc là mua cho mấy bé mấy chú nữa. có cặn có lão đeo mấy cây này cũng hợp với cái màu đó nè kiểu màu cà phê văn như văn đá vậy nè mấy cô gì được ha thì hiện tại là mắt trắng này về cứ đeo bình thường mà mắt xịn nha mắt nhật mắt theo kính nó xịn nó vẫn đeo bình thường nha giá 130k như mình có một cây kính giả dạ lão mình đeo rồi xây 14 ha. mới chứ chưa cũ thông số còn nguyên si hết rồi con này thì 130 mã L45 ha. kính nhật nha cái gọng xịn nó có cái thép trong mà rồi. rồi cái này kính mát kính râm dành cho mấy nữ nè cái mắt mắt hạt dẻ nha. thì toàn thân này nó mạ rơm mạ rơm màu kiểu màu nhám nhám màu đồng ấy cho mấy chị nữ đây. cái form này của nữ rồi ừ. cái cây nè cây nào nguyên một cây dạng như thiết kế như đồ mồi đó nhưng mà trong có cây thép ha cái mắt đó đây ve ừ. nữa còn mới lắm ừ. đó, cái này đeo uh, kiểu thời trang chụp hình này nó cũng được cũng đẹp cũng nha cho mấy chị nữ dáng gì nè con trăm ba k thôi mấy anh mua tặng mấy chị cũng được độ mới còn cao đó, tầm uh, gần chín mươi trăm gì mười ba năm đây, 130k L46 nha Rồi cây này thì kính em nghĩ là nam nữ dùng chung à, Cái chui nó là cái này kiểu may bằng cái này kiểu thiết kế chui bằng da thôi nha Để Thiết kế à, Anh em này có hiệu luôn Anh em kiểu mua về sưu tầm á Lâu có cái kính dạng như Cái gọng bằng da đeo cho nó im vô tay Thì mắc xịn nha Mắc xịn nha Nó như giờ nhà đang mua cái cái giá trị cái mắt thế. Mắt nhật nó xịn à. ừ. Bóng ừ. Nào, cái dáng này nam nữ dùng chung được nha rồi cái này xe ngang của nó luôn là cái này mười bù bốn nha nam nữ dùng chung hôm này ha. rồi, cái này một năm mươi thôi chuyển khoản bao ship mắt này đeo phơi đeo sướng mắt chống bụi đi đường rất là hay ha kính nhật cái nha kính nhật lỗi tốt mắt xịn rồi cái này cũng vậy luôn này cái chui nè cũng lớp da nhưng mà này thiên về mấy chị nữ hơn mắt khi mắt ra mắt cũng tốt nhưng mà có kiểu đâu rồi kiểu lông mèo nhưng mà không án tầm nhìn đâu nha lông mèo sơ sơ thôi giá 130k là được chuyển khoản là bao ship nhà mua cái kính nhật đi đường gì đó này đeo thì nó ôm cái vô mắt mà này cũng chống bụi nữa mấy cô nữa đứng tuổi đeo mấy này được ha độ mới cũng còn ok nha rồi xe ngang của nó luôn là 13.8 cái này 350 thôi L48 chuyển khoản bao ship nha rồi em vẫn còn cây thể thao này thể thao này em sale 300 nha bữa bán uh, 380 hay gì đó. Đó nè. có cái hộp nè. thì cái thương hiệu này ở nhà anh em xài thì đạp xe đạp có biết thương hiệu cũng xịn nha đây cái dáng thể thao đeo thể thao đạp xe đạp quyền ừ. cây kính thể thao ha ở nhà mua máy kính này thì biết rồi biết giá trị lắp ráp China thôi nhưng mà nó là cây kính thể thao của Nhật nha thương hiệu này Nên nó có lớp lớp chén dầu ha thì cái lớp trắng dầu ở đây nha này nó nó có file lớp trắng dầu nhưng mà không có án tầm nhìn nha nó chỉ là kiểu chỉ nó nó bung cái lớp trắng dầu thôi không phải là bung chóc gì đâu nó chỉ nó nha nó loang cái cái dầu thôi chứ không phải à, kính không có bông chóc ha còn mới lắm cái này cái nhà muốn phải mới phải mấy trăm ngàn nha sáu trăm ngàn gì đó tùy theo nữa đây có hộp gì luôn ý vậy nha có cái hiệu gì nè sờ nét gì đó cái này 300 nha, 300 k đi chuyển khoản bao ship ha xe ngang của nó luôn 14 nha. mấy chú đẹp phải đạp đạp xe đạp á đeo đúng nhầu là nó đó rồi, có cái hộp gì nha cái này 300 k à, l 49 nha 300 k l 49 rồi em lên chỗ nhà kính à, cái hàng giữa này là kính à, kính có độ ha có cặn có lão Thì chủ yếu là cái, cái hàng giữa bán cái rộng thôi nha có báo nha. để em về chốt cho đúng nha rồi một cây này kính nhật nha Cây này thì nó mạ vàng toàn thân Cái dáng cổ điển Cổ xưa á Mạ vàng toàn thân có mí Xe ừ, to nè Dán một cầu Thì này Nó là thương hiệu nha uh, For catch gì đó ở à. Chui thì về này về mình sẽ bỏ được Này về mình đánh cana Có thể bó, bóng chạy nhám đánh cana Thì sẽ bắt đen nè Bữa có anh trai anh chị ừ. Nước vàng thì dây cui nha ừ. Nước vàng nè thì ở này cái cây này nó đọc cái gì nha cái cái đồ nâng mũi nó kéo lên kéo xuống tăng đưa nó nước vàng nhìn đã không mấy cây kính nhật mà nó mạ vàng y như bọc nó khác gì bọc một một cầu này kêu một cầu đúng rồi một cầu giữa đó nha nó nước vàng có mí ha. đây nước vàng nha quay kính xi mà quay chi tiết điểm nhấn ừ. Chuông đây thì còn ok cho anh em nào gành kính gành kính hả chốt những cây kính xưa cổ này còn những anh em mà kiểu thích kính đều mới về lắp chồng tham đeo luôn đó, thì mình lựa những cái kính mà nó sáng sáng xíu còn có nhiều chú người ta nghiên cứu người ta về kiểu em khoa học rồi nó đó về kiểu xì uh, ba đánh bóng này nó tự tay người ta làm ta ghiền kính nó ghiền kính nha có nha có ghiền kính nha xe 14 nha ừ, vậy nè ừ, dáng dán gì nè cái này bán 400 400 k đi 400 k như nhà đang mua cái cái kiểu phổ vàng đó thôi nha nó đem phổ vàng thì cũng kiếm mấy kính này 400 k mã l40 rồi cái này thì thiên về kiểu cổ đây cái này thì chắc anh nghĩ là sưu tầm hoặc là mấy chú nào mà kiểu thích đeo đầm 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 cái cái mặt đó cái này hiện tại chắc cái mắt này là mắt mắt cặn này mắt chỉ tinh này đó, thì mấy em có báo ha mấy mắt này về thì cứ đeo vừa đeo không vừa thay nha nè, Nà, cái này thương hiệu đi con nha đó, Nikon. thì nó cái mấy cái giọng này cả nhà đeo hoài luôn đeo hoài nó vẫn vậy chứ không có không bao giờ mà bông hư vậy nha tự nó nguyên cái bản của nó bản thép nó vậy rồi cái ừ. gì nè đúng mà nồi đồng có đá mấy này thôi năm tám mười lăm một bốn mươi nè ừ. cái ve nè ừ. hai cầu chắc không nhìn mấy cái kính đúng kính cổ xưa ha ừ. rồi sẽ ngang của nó luôn là mười 14 năm nha 14 năm nhưng mà nắng tới nắng lui được ha này thì nắng được rồi mấy chú mà gành kính là tao biết tao sẽ nắng được đó là cái này 400 luôn thương hiệu Nikon nha cái này kiểu giá trị số tầm thôi nha hoặc là những anh em nào thích gì nè thích dán gì nè xưa hơi cổ cổ xíu chốt này về lắp cái chồng khác chứ lắp cái chồng mát kính mát kính râm cũng được và một cây này titan ha mắt thì mắt xịn này anh nhật sẽ tìm cho anh một cây uh, gọng xịn anh lắp cái chồng xịn nếu mà cái nhà đeo vừa cái gọng này mình đeo còn không thì lắp cái chồng khác nha chủ yếu là bán gọng cái này thì rất là độc cái này thì titan toàn thân luôn ừ. thấy nè à, thiết kế nè. Ừ. còn mới cái này có độ mới còn cao điểm nhắn nè nhiều lúc mình đeo cái kính nó cũng phải là nó sẽ khác khác xíu nha kiểu nó khác đa xíu kiểu độc quyền đó. cái chui này thì kiểu văn văn như văn đá thiết kế như văn đá nè trong đây nó ghi là titanium nha. thông số 57 14 145 14, nè. năm bên đây cũng gì nè thiết kế nè, có cái chui ở đây cây này thì độ mới ok nè từ cái ve luôn. cái ve thiết kế mấy cái ve này titanium ve này kiểu làm như ta nó mạ titanium mà sao ta ừ, rất đẹp đó nha ừ, chắc rồi, một cái kính dáng vậy ha có nhiều anh em thích dáng như Hàn Quốc đó. chủ yếu rộng thôi gọng titan thì đi vậy cái nhà mua Việt Nam chắc kính này tiền triệu vậy hàng xây thì cái nhà mua rộng về mình lắp cho cái chồng cho đúng đó. đúng cái mắt của mình đó. xe ngang của nó là thì nay em mới nói 14 năm đúng đó nha đó, cái xây chuẩn nó độc nó luôn rồi 400 nha 400k mã L58 400k L58 cái gọng bán gọng nha rồi một cây này cũng là nó ghi titan nha cái này cũng nó dán lạ nè à, dán độc nữa này kêu là mắt treo nha à, giờ biết rồi bữa anh trai chỉ mắt treo nè hả à, như cái này nè. À, nó treo lên kêu mắt treo ha ừ. ừ. rồi bên đây nha Ở trong nè nó ghi là titan gì nè Nên phải ghi titan ta nhưng mà nhẹ lắm cái này nhẹ lắm nha nó ghi thông số nha anh em nào gần kính nó biết ha à, 53 17 142 à. À, cái chui nữa ừ. đây nha thương hiệu nha con này có hiệu uh, trút ta gì đó à. ừ. cái gọng rất là dẻo luôn mà mắc in sao băng lắp ráp bên Nhật luôn nha cái này chuẩn à. nó dẻo lắm này nó dẻo đó. À. đây cái dán nó gì đây cái ve cũng còn đẹp à, dáng gì nha đó thì anh nhật vẫn là tìm cho mình cái gọng xịn để lắp mắt mắt này là em nghĩ sẽ hơn hơn hai độ cái này cận luôn vậy chắc cận hơn hai độ nhìn vô chó là nhưng em mắt thường nhìn vô chó là nha. rồi cây này xe ngang của nó luôn 14 năm đúng rồi à, cái này em bán 300 nha 300 k nói chung 14 năm vậy chứ mặt như em 10 13 năm đeo vừa đeo được đó. đeo kiểu hơi lỏng xíu 14 đeo ok ha rồi 300k mẻ l 57 chủ yếu là gọng này gọng còn tốt lắm gọng còn rất ok luôn nha rồi cái này thì lạ nè cái này đọc lạ cái này thì cũng bán cái gọng nữa nha này sao mắt nó được cái mắt uh, mắt râm luôn là rất là hay luôn nha. À, anh em sưu tầm kính rất là đã luôn ừ. này thì cái thiên này về cho mấy chị nữ rồi tự nó thiết kế nè điểm nhắn nè à, mấy chị nữ nhưng mà nó là cái gọng khoan gọng titan ha. titanium màu tím tím nha tím mộng mơ chứ cái chui luôn chui rất đẹp luôn nha đây từ cái chui rất là đẹp thấy này mắt đây có cặn có lão rồi về mình thay mắt mắt xịn luôn nha mắt xịn nhưng mà cô chú anh chị nào đeo vừa mình để đến mắt này đeo số tầm cái dáng chân bài cũng hay nha không cần thiết là một mua cái kính về để dùng ha chỉ là chân bài sưu tầm là chuyện bình thường nha nhiều người ta số tầm kính nè ừ. trong cây này đụng hàng thì hơi bị khó có nhưng mà chắc hơi bị khó rộng khoan luôn khoan còn rất đẹp ừ, mắt thì có cặn có lão nha về đeo vừa đeo không vừa lắp uh, chồng khác nha xe ngang của nó luôn 14 nha 14 ừ, cái đèn bán 250 thôi 250 k thôi nha mã L56 250 L56 rồi một cây uh, gọng khoan dành cho mấy chị nữ à, cái này thì uh, Ừ, nước vàng còn ok nha này cũng cây okay, một cây xịn á cây xịn của nhật đó. nước vàng cũng khoang ha nè. Mà thấy ở giữa nó nè nước vàng dàn vàng chặt chui ve cũng ok vẫn là mắt uh, có có cặn có lão ha về nếu mà đeo vừa đeo này dành cho mấy cô thôi về đeo vừa đeo ha chui cũng còn đẹp ừ, chui nè đây ở trước nha rồi một cây cổng khoang dành cho mấy cô đó, ừ, về thì mình đeo vô đeo không vừa đi lắp cái chồng không nhất thiết là lắp cái chồng tròn đó, ừ, mình sẽ lắp một cái chồng vuông hoặc là gì tùy tùy thích thôi tùy thích um, chú um, cô chú thôi ừ. rồi cái này sang ngang của nó luôn là 13.8 13.8 đây dán nó gì đây ừ, cái này em bán 150 thôi 150k thôi nha nước vàng còn ok lắm ốc ốc tán cũng còn đẹp lắm 150 thôi chuyển khoảng bao ship luôn ừ. L55 ha, L55. Rồi một cây giọng uh, kiểu Hàn Quốc mà toàn thân nó là titan nha. nên mà xanh titan chứ không phải là titanium nha, xanh titan. Anh Nhật dẫn tìm cho mình cái gọng xịn để lắp cái chồng chồng có chống thì màu hồng hồng rồi. Đó là chồng cái cái chồng này nhà lắp Việt Nam mấy trăm ngàn nha. Nếu mà đeo vừa đeo luôn ha. Thì cái này có tình trạng nha. À, kiểu anh Nhật đeo cũng có có file lớp titan đây nè nhưng mà ở trong vẫn là một cái lớp à, lớp phủ trong còn rất đẹp nha chứ phải bông tróc gì đâu nó chỉ file lớp titan xanh xanh ngoài thôi thương hiệu cái này là trc nè thông số mắc in ở đâu china gì nè. nó phải chỉ chỉ, chỉ china này nhưng mà là một cái gọng xịn ha anh em nào thích kiểu dáng gọng chốt này bên đây thì đẹp nên cái này bán giá bình dân thôi cái mắt nếu mà vừa đeo luôn để, để cái mắt đeo luôn nha mắt này chắc nghĩ lo nhẹ thôi tầm chừng độ mấy hai độ gì đó ừ, đây ừ, nó chỉ là file chỗ đó thôi chỗ ban đầu em chỉ chỗ này thôi có xíu à, không đáng kể đâu nên cái này giá bình dân đi rồi xe ngang của nó luôn là 14 nha 14 ha đây dán cái gì đây ừ, mới lắm rồi cái này 170 nha 170k chuyển khoản bao ship ha mình có được cái gọng xịn này rồi một cây này thì kiểu thầy bói à, nhưng mà mắt nó đó, đó, mắt nó thì có có cặn hoặc là có lão nha nhưng mà anh nghĩ cái này chắc lão thôi nó mắc nhẹ lắm mà không có bao nha. để về hô kêu lão về cặn cái bán vốn nữa à, bị dính rồi nha cái này thì zin và top cái này thì thương hiệu nổi tiếng này thương hiệu nè top nè thương hiệu nổi tiếng cái nội địa nhật anh em nào đã từng xài những cái kính của zin và top là biết nó thương hiệu mắc tiền của nhật à, xịn nó zin nó từ cái cái vè nè. ừ người Nhật ta vẫn tìm cho mình một cái gọng xịn đã xài nên chỉ có lắp 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 China thì hàng này thường là sẽ lắp lắp China nhiều với Hàn Quốc nó nhiều à, mắt in China nhưng mà nó là cái thương hiệu của Nhật xịn à, nha đây ừ, rất là dẻo mặt mặt to được mặt lớn mặt nhỏ được. À, mắt của nó nè nó thấy mắt nhà thấy à? cái, cái mắt nhìn đã không ừ, có cặn có lão nha ừ. rồi thì cái dáng như thì bói vậy? vậy dù không thích mình lắp cái chồng mát kính râm gì vô xài hoặc là mua mấy gọng nè cho mấy bé mà bé, bé gái bé trái bé, bé trai bé gái bé gái giờ này đẹp hơn nó lắp kính cận vô nếu mà bị cận 13 ha nếu cận lắp kính cận vô thì thay vì cái gọng mình đi mua hết mấy trăm ngàn cái này có 200 trăm nha hai trăm k nè Từ cái gọng của Vinh và lớp gọng xịn của Nhật ha độ mới cao 200 chuyển khoản bao ship nha còn một cây này thì uh, gọng khoan cái này là xịn nè à. như cái gọng này tốt nó nước vàng thấy à. là biết xịn này mấy này thường mã vàng xịn không nha đây nhìn cái kính là thấy kính hiệu à. điểm nhắn nè à. nữa nha có hiệu nè à. con ra nét vậy đó à đây cái này điểm nhắn ha. Nè. nó có một cái, cái 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 thép mà quấn kiểu mạ vàng quấn vô nè nhìn cái kính chắc không ừ. có nguyên cái thép nhuyễn trong ha rồi một cây gọng khoan này thiên về mấy chị nữ rồi điểm nhắn là. Mà thấy mấy cái nút là thấy là xịn xỏ ừ. một cái kính mà xịn nó thiết kế nó rất là công phu ha chứ không phải kính lô nhìn vô mà biết liền nha rồi mắt này thì về mình đeo vừa đeo không vừa thì mình lắp chồng khác ha không nhất thiết là mình lắp mắt tròn tùy mắt mình thôi rồi xe ngang của nó luôn là đâu 13 ấy nha 13 đi cái này của mấy chị nữ rồi cái phơm mấy chị nữ tự cái cái chui này thì nó không có dài nhưng mà về mình nắng ra được nắng ra được hết à nắng nếu mà một triệu nắng mấy nam chịu đeo nắng được hết nha nam nữ dùng chung này, cái này bán 200 thôi cái gọng khoan 200k dành cho mấy nữ 200k cái nhà chỉ là mua phổ vàng mấy cái này thôi thật sự kính kính nước vàng ta xịn nhưng mà mua 200 là quá hời chỉ có kính xi mới có giá gì ha gọi một cây này nha một cây này kính đâu nó ghi là ta băng nè thương hiệu e lâu vậy nè e lâu vậy nè rộng rất là dẻo nó ghi ra, ta băng nhưng mà lắp ráp bên Hàn Quốc này nè ở mắt in Korea Hàn Quốc Nên thông số 454 15 140 này dành cho nói chung mấy nam nữ dùng chung nhưng mà cái kiểu cái văn này nè cái văn này thì nói chung trẻ cũng được trẻ hay đứng tuổi bình thường nhưng mà th... quan trọng là thích cái dáng vuông này thôi với lại cái mắt à, mắt nó xịn à. nếu mà đeo vừa để đeo này chắc nghĩ là lão đó, nó nhẹ này nó mỏng đó. mỏng nhìn nó kiểu hơi choáng nhẹ cô chú anh chị đeo vừa để đeo ha còn không thì lắp cho mình cái chồng khác mấy cái que về vệ sinh nha nó hơi thầm xíu vệ sinh được nó chứ không, không có đen hạt dơ gì đâu đủ mới cũng còn ok rồi cây này thì siêu nhẹ siêu nhẹ chủ yếu là cái rộng thôi 13.5 rồi 200 nha 200 k mã l 51 rồi một cái kính này nha kính này thì độc lạ kính này siêu tầm kính này thì nó nhẹ luôn đeo như không đeo luôn. mà cái gọng nó vậy nha gọng thì không có ship được rồi gọng nó dẻo nè chứ gọng dẻo mặt lớn mặt nhỏ mặt bé thì đeo được hết tự nó sẽ ôm vô cái mặt mình ha ừ, này cái gọng này. nó không ghi thông số gì nha cũng không biết là titan hay là cái gì mình cũng không biết Đó, thường mấy này là titan dẻo hết nha nó tự nó nhẹ lắm mấy chui nó cũng đẹp mắt xịn nhưng mà đeo vừa đeo ha không vừa hình thai chồng thay mắt ha này nó ghi là cái gì ở à, con này sao băng luôn nha mắt in sờ uh, uh, red sao băng là gì đó à, một cây gọng dẻo luôn này bao gãy luôn này bao gãy là gớt để cán như chắc cũng không gãy nổi đâu tự nó đã thiết kế cố tình nó thiết kế vậy rồi mà kế nguyên bản nó vậy mà à, rồi anh em hay số rầm là lại chốt cái này về đeo vừa đeo ha không vừa thay cái chồng vậy xây cái này đeo xây đo cho có có lợi thôi chứ thật sự mặt nào đéo vừa tự nó ôm vô cái bấu vô cái đầu mình mà rồi hai ba mươi mã l 50 mươi nha hai k l 50 mươi rồi thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản hết bên em bao ship ha em xin chào nhà nha